Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mẫn Mẫn. Ở nhà rảnh rỗi chỉ biết ăn và ăn, quay qua quay lại tới giờ ăn, và hôm nay mình sẽ ăn sò điệp cay đóng hộp. Cái hộp sò điệp nhìn thấy cưng ghê không? Nhỏ nhỏ xinh xinh. Bây giờ mình sẽ khui ra xem bên trong như thế nào. Và tèn tà reng, lại một màu đỏ đặc trưng của những món ăn nội địa Trung. Trong đây cũng có khá nhiều sò điệp nha cả nhà ơi, nhìn nó ngon chưa? Bóc lên một con ăn thử xem sao. Cảm nhận của mình là sò điệp khá mềm, gia vị nêm nếm cũng rất chi là ok. Dĩ nhiên những món như thế này thì phải ăn kèm với cơm nóng nó mới đã. Trời ơi, không thể nào mà cưỡng lại được, ngon lắm cả nhà ơi. Hôm qua cái món hàu cay đóng hộp cũng đã làm mình bất ngờ với cái độ ngon của nó, thì hôm nay sò điệp cũng không hề làm mình thất vọng. Bởi vì mình thấy gia vị nêm nếm rất chi là vừa phải, ăn chung với cơm thì không hề quá mặn cũng không hề quá lạt. Cái độ cay của nó cũng không quá cay, cay vừa vừa thôi. Bởi vậy những cái bạn nào mà không ăn cay được vẫn có thể quất luôn. Trang cái nước sốt lên cơm ăn cho nó đã. Nhiều bạn hỏi mình là sao món nào mình quay cũng thấy mình khen ngon. Các bạn biết tại sao không? Mình là một người khá dễ ăn, và đặc biệt mình rất là mê hải sản. Vì mình dễ ăn nên mình cũng rất dễ nuôi. Có ai muốn nuôi mình không? Ăn xong rồi bây giờ uống sữa hạt không được. Wow, lại tới giờ cái bụng của Mẫn Mẫn đói nữa rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thôi. Hôm nay mình sẽ ăn món xúc xích cay này đây. Bây giờ xé ra mở xem bên trong nha. Nhìn những cục xúc xích dễ thương chưa kìa. Mỗi cục xúc xích này đựng trong một cái bao chân không riêng biệt. Ui chú cha, trơn quá. Bây giờ mình sẽ bẻ làm đôi cho cả nhà coi. Nhưng mà sao nó dai vậy? Xúc xích gì mà dai như vậy? Đây nè. Xúc xích gì đâu mà ăn giống lạp xưởng quá vậy ta. Nhưng mà nó lại có một cái mùi xông khói chứ không giống như lạp xưởng bình thường mình hay ăn. Mỗi lần mà mình xé cái xúc xích ra thì y như nó có một lớp da vậy đó, lột da. Hương vị nêm nếm vừa ăn ngọt ngọt mặn mặn rất là dễ ăn luôn á. Nhưng mà có một cái là tôi đặt xúc xích cay mà tại sao cái này nó lại không cay. Không biết sắp chung người ta có giao lộn không nữa, nhưng mà để tăng thêm hương vị thì mình sẽ ăn kèm với rau mực cay này đây. Bên trong này gồm có mực và nấm được các hạt lựu hòa quyện với lại các gia vị. Mùi cực kỳ thơm luôn, nhưng mà không biết hương vị nó sẽ như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thưởng thức đây. Y chi cha, rất là cay luôn nha cả nhà ơi. Cái món này nó cay khủng khiếp. Nhưng mà ăn một món thì buồn chán quá, mình đã nảy ra ý định kết hợp hai món với nhau luôn. Bây giờ mình sẽ khui cái xúc xích này ra và ăn kèm với rau mực cay. Ngọt ngọt mặn mặn cay cay, một sự kết hợp tuyệt vời. Trời ơi, công nhận tôi thông minh quá. Vừa mới tắm xong thì cái bụng đã kêu lên rồi, bây giờ phải ăn thôi. Cơm cháy nước lèo, bạo ngư tiến lên. Trong đây có một con bạo ngư nhỏ xíu và ba gói cơm cháy cùng với những gói gia vị. Bây giờ mình sẽ cho hết vào cái ly này. Mình sẽ thử như mấy chị bên Trung Quốc ăn thử miếng cơm cháy xem sao. Ui, rất là giòn nghe, giống như cơm cháy chà bông mà mình hay ăn vậy đó. Bây giờ lần lượt xé hết tất cả những gói gia vị vào, có bao nhiêu mình cho hết bấy nhiêu luôn. Bình thường mình chỉ ăn cơm cháy chà bông thôi, chưa bao giờ ăn cơm cháy với nước như thế này, không biết mùi vị sẽ như thế nào, cực kỳ tò mò luôn á. Đến cái bước quan trọng là bún con bạo ngư vào. Ui chú chà, đổ nước sôi vào và trộn trộn cho gia vị nó tan đều. Và sau đó mình đóng nắp lại rồi chờ đợi thôi. Đây, giây phút mà mình mong chờ nhất đã tới, sực phàn thôi. Mở nắp ra thì cái mùi hương sọc lên, cơm cháy thì giòn giòn, nước súp cay cay, mặn mặn. Có một điều mình không thích ở cái món này đó chính là cái mùi hoa tiêu, kiểu nó cay cay nồng nồng như thế nào á. Cũng hên là gia vị nêm nếm rất là vừa ăn. Bây giờ mình tiếp tục ăn tiếp mà mình không hiểu tại sao ăn cơm mình lại cho cái nĩa như thế này, khó gấp cực kỳ luôn, tức ghê. Lấy cái muỗng, một sự lựa chọn đúng đắn. Con bạo ngư đây rồi, ăn em liền, ngon ngon, sực sực dai dai. Nói chung ăn rất là miệng, rất đáng để thử. Lại đói bụng rồi, trời ơi, tranh thủ lúc cô ca đang ngủ mày mượn sẽ lén ăn hộp bào ngư cay này nha. Vừa ăn vừa trông con nên quyết định thử cảm giác ăn trên giường xem sao. Bây giờ thì khui ra xem bên trong có gì nào. Tên những bé bào ngư cái vỏ xanh lè đã xuất hiện. Ấn tượng đầu tiên là cái nước sốt đỏ lè, nhưng mà đổ ra thì chỉ có 4 bé bào ngư, sao ít quá vậy. Còn những thứ nhỏ nhỏ này là gì ta? Mà thôi, quan tâm bé bào ngư là chính. Bây giờ khi mình ăn nhớ bỏ mấy cái phần nội tạng, mấy phần ruột này đi nha. Còn đây mới là phần chúng ta ăn được nè. Bào ngư thì Mẫn cũng đã có ăn rồi, cái vị nó cũng dai dai, sực sực, ăn y như thịt ốc vậy đó cả nhà. Món này khi mà vừa mở ra cũng có một mùi thơm đặc biệt, nhưng mà không biết đó là mùi gì, không phải mùi thuốc bắc, cũng rất là dễ ăn. Gia vị nêm nếm đậm đà vừa phải, dễ ăn. Vị cay rất là nhẹ luôn nên những bạn nào không ăn cay được vẫn có thể ăn món này nha. Mẫn nghĩ kết hợp ăn với cơm hoặc là ăn với mì trộn, mì xào cũng sẽ rất là ngon. Còn không thì mình cũng có thể mua bánh mì về chấm với cái nước sốt này ăn cũng ngon nữa nè. Bạo ngư sực sực ăn đã quá. Thử luôn con cuối cùng, và cả nhà đã nghe tiếng coca nó bắt đầu dậy chưa? Mình xỉu lẹ để mình dọn dẹp nè cả nhà ơi. Thưởng thức miếng cuối cùng trong sự lo lắng sợ coca nó phá. Xong rồi bây giờ mình sẽ bỏ hết vỏ vào cái hộp này. Nè nha, mẹ quánh bây giờ đó nha. Hang dê hang dê, lại có món ngon review cho mọi người rồi. Hôm nay mình sẽ ăn đùi vịt cay. Cái bịch thì làm cho bự nhưng mà cái đùi thì có bé tèo tèo tèo. Đang thắc mắc là không biết mấy con vịt này nó bị suy dinh dưỡng hay sao vậy nữa. Nhưng mà bù lại thì nó rất là thơm, và cái màu của nó thì nhìn hấp dẫn cực kỳ luôn, nhìn đỏ chót. Bây giờ mình nhập tiệc thôi. Cái đùi thứ nhất nè. Cái thịt thì rất là dai nha cả nhà nha. Ăn vào rất là ngon, hương vị cay cay, mặn mặn. Nói chung là vừa phải, không có bị hôi mùi thuốc bắc, cũng không có bị nồng quá mùi ngũ vị hương. Đặc điểm chung của chân gà cay, chân vịt cay và đùi vịt cay á, là mình thấy là khi mà ăn vào nó không có cay nồng quá liền, mà cái vị cay nó cứ ngấm ngầm mà cay dai dẳng. Nhưng mà ngon lắm nha, nên dù cay vẫn phải ráng ăn mới được. Cái này mà ăn chung với cơm trắng nóng hổi thì bác chỉ bỏ chét chúa.
Mùa dịch bệnh không dám đi ra ngoài đường, chỉ biết ngồi ở nhà và ăn thôi, chắc đợi hết dịch mình thành con heo luôn quá. Trời ơi, bây giờ cái độ cay nó đã ngấm vô rồi nè, cay quá trời luôn. Nhưng mà còn cái đùi cuối cùng phải xử hết luôn, mình rất là thích ngay cái chỗ cái sụn này nè, ăn giòn giòn sực sực rất là ngon luôn á. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì bây giờ hàng cũng đã về được một ít rồi nè. Hôm nay mình về gồm có chân gà cay du du, gà ngọt, gói gà cay, cổ vịt cay, thanh cua cay và các loại lẩu tử xôi. Để tự thưởng cho bản thân trước thì hôm nay mình sẽ ăn thử món chân gà cay du du uống kèm với lại nước lê đường phèn. Đầu tiên bây giờ khui chai nước lê ra uống trước, lấy một ly đá chế nước lê vào. Cái vị của nó ngọt rất là thanh nha cả nhà ơi, không hề gây ngán, không hề gây ngấy. Còn bây giờ mình sẽ khui cái bịch chân gà cay du du này ra. Vừa mở ra là đã nghe một cái mùi thơm rất rất chi là thơm. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái chân gà thì nó dai dai, giòn giòn, sực sực. Trời ơi, đã lắm cả nhà. Chân gà cay du du này thì quá quen thuộc với mọi người rồi. Cái độ cay của nó ta nói bá chế bầu chế. Vừa ăn vừa hít hà luôn nha. Còn cái ở đây là cái sụn nè, cái xương nè, mình ăn rất là giòn. Món này có thể dùng làm mồi nhậu nhâm nhi cùng với bia, hoặc là vừa coi phim vừa ăn thì ta nói bá chế bỏ chét luôn. Mùa dịch này ở nhà không làm gì, mình phải luyện phim, mà luyện phim thì phải có đồ ăn đi kèm chứ. Coca thì không ăn được cay nên Coca sẽ uống nước lê, còn mẹ Mẫn sẽ xử hết dĩa chân gà này. Đói bụng quá mà trong bếp chỉ còn cơm trắng, đành lôi mấy bộ bối ra ăn cùng với cơm thôi nào. Mình sẽ ăn thịt sườn cay với nấm hương nướng. Đầu tiên là xé những bịch thịt sườn cay ra. Những cái này gọi là thịt sườn nhưng mà sao mình thấy có vẻ nó giống như là thịt sườn chay ướp cay vậy cả nhà, đúng không? Nhìn những cái sớ này, chắc là thịt chay rồi, đang thử coi. Đúng rồi, giống thịt chay. Tiếp theo là sẽ xé những bịch nấm hương nướng này đây. Trời ơi, thơm quá cả nhà ơi. Màu đỏ nè, không biết có cay nhiều không ha. Ăn cơm có động vật thì cũng phải có thực vật nữa đúng không? Cảm nhận đầu tiên của mình là thấy nấm này nó khá dai và thơm nha. Ăn vào thì cay cay, mặn mặn, rất vừa miệng, thơm thơm nữa. Kết hợp với cơm trắng nóng hổi thì ta nói quá sẽ đã. Bây giờ tới miếng thịt sườn chay. Trời ơi, ngon quá cả nhà ơi. Thịt sườn mềm mềm, dai dai, gia vị thấm đẫm từ trong ra ngoài. Nấm cũng vậy luôn. Tính ra tôi thông minh ghê, lại nghĩ ra việc lấy đồ ăn vặt kết hợp với cơm. Thế là cái bụng đã no căng để có một giấc ngủ thiệt là ngon rồi. Lại tiếp tục trải nghiệm món mới, bò chay cay và măng muối cay nội địa Trung. Đầu tiên mình sẽ khui gói măng ra. Bình thường mình rất ít ăn măng muối, hôm nay ăn thử. Ui cái này cái gì chứ, ớt hả? Trời ơi cay quá. Bây giờ xé cái măng ăn thử nè. Măng rất là giòn, vị vừa ăn nhưng mà cay lắm cả nhà ơi. Cái vị nó cay y như chân gà du du á, cả nhà có ăn chưa? Còn đây là bò chay cay. Nhìn miếng thịt bò nó thiệt là hấp dẫn, cứ như là miếng thịt bò thiệt vậy đó, nhưng mà thật sự là thịt bò chay đó. Chắc là những cái thịt bò chay này nó được làm bằng đậu hũ kỳ phải không cả nhà? Cái này thì hơi nhiều dầu mỡ một chút nhưng mà ăn vị rất là vừa miệng, không có bị hăng mùi thuốc bắc. Rất là ngon cả nhà, thịt bò dai dai, còn măng thì giòn giòn, cay cay. Mà công nhận cái măng này nó cay thiệt luôn á, thịt bò không thấy cay mấy chứ cái măng nó cay khí thế luôn. Mấy bạn nào mà ăn chay có thể ăn được cái món này với lại măng luôn nè, ăn với cơm là bá cháy he. Xử lý luôn miếng thịt bò cuối cùng cả nhà ơi, nó cay quá, mình sẽ kết hợp với măng để ăn luôn. Sở thích của mình là ăn cay nên là càng cay càng phấn khích. Uống miếng nước, uống miếng nước. Tên lại là một món ăn vặt thần thánh nữa đây, đó chính là tâm xiên bò cay. Đập hộp xem bên trong có gì. Đây chắc là khăn giấy và đây là bao tay phải không? Bây giờ mở ra. Vừa mở ra là nghe cái mùi nó thơm mới là thơm rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra xem chính xác là bao tay không nha. Chính xác. Nhà sản xuất món ăn này thiệt là chu đáo quá đi à. Bây giờ mình bắt đầu ăn đi cả nhà ơi. Thơm quá, miếng thịt bò dai dai, chỗ nó cay lắm cả nhà ơi. Hương vị nêm nếm cực kỳ vừa ăn đậm đà lắm luôn á, mà thịt bò thì nó cay, nó dai, đã ơi là đã. Mình bắt đầu thấy thích cái nhà sản xuất này rồi đó, rất là tâm lý cả nhà. Biết rằng miếng thịt bò nó sẽ rất là dai nên là cắt từng miếng nhỏ xiên và từng que tăm giúp mình dễ ăn hơn, cũng như là chuẩn bị sẵn khăn giấy và bao tay. Món ăn đã ngon rồi mà nhà sản xuất còn tâm lý như vậy thì quá là tuyệt vời luôn. Trời ơi cả nhà nhìn nè, hấp dẫn chưa? Cay ơi là cay luôn á. Bạn nào mà không biết ăn cay mà ăn món này là coi như toàn. Nhưng mà món này thì làm sao làm khó được Mẫn chứ. Ăn một miếng không đã, bây giờ phải dồn lại ăn như vậy nó mới đã. Ăn xong rồi bây giờ tháo bao tay ra, xé khăn giấy lau miệng và lau tay. Đồ ăn ngon mà là còn chu đáo, 10 trên 10 điểm duyệt. Hello mọi người, hôm nay Mẫn sẽ ăn bún dai hay còn gọi là mì Đông Bắc. Cái vịt được thiết kế xinh xinh với một cô nàng đang cầm đôi đũa gắp sợi mì to đùng. Đập hộp cùng trải nghiệm thực tế nào, bên trong sẽ có một gói bún dai hay gọi là mì Đông Bắc đó. Còn đây là bốn gói gia vị, bây giờ mình nấu nha. Bắt nước sôi lên và cho bịch bún dai vào, nấu cho chín mềm, sau đó vớt ra để ráo nước. Lần lượt cho hết tất cả các gói gia vị vào, đầu tiên là gói dầu ăn này, tiếp đến là một gói nước tương hay nước sốt gì đó, ớt sa tế nè, và cuối cùng là giấm, vì Mẫn không ăn chua nhiều nên Mẫn chỉ cho một ít giấm thôi. Trộn thật đều tay cho tất cả thấm nào. Để tăng thêm độ ngon, Mẫn đã bỏ vào thêm 3 cục xúc xích mini còn sót lại ở trong tủ lạnh nhà Mẫn. Giây phút mong chờ nhất đã đến, ăn nào. Tăm tăm tăm.
Sợi mì, sợi bún này to to, dai dai, thấm đều gia vị rất là ngon, hương vị được gia giảm nêm nếm rất là vừa ăn, không bị hôi mùi thuốc bắc, tuy nhiên nó hơi nhiều dầu mỡ nha mọi người. Bạn nào mà không ăn chua được thì chắc chỉ nên cho nửa bịch giấm giống như mẫn thôi, chứ cho một bịch là chua lắm á. Một lời khuyên là các bạn nên kết hợp thêm ngò hoặc rau hoặc cá viên chiên với xúc xích ăn kèm để không bị ngán nha. Nhìn bịch bún tưởng ít nhưng mà thực chất ăn là no nóc luôn á cả nhà.